Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Battlefield 2 tiếp nào. Rồi thì ok, hôm nay chúng ta đến một cái màn này thì nó không có cái sự bảo vệ nha các bạn. Tức là ở đây thì chúng ta khi chiến đấu á, là nó sẽ hai cờ của hai bên đều có thể bị cướp. Nếu mà bên nào bị cướp hết cờ coi như bên đó thua. Rồi ok, mình sẽ mở màn với lại một cái đơn vị chống tăng đi. Tại màn này nó rộng cho nên là xe cơ giới được lượng dùng với nhiều. Nói chung là mình vẫn sử dụng chơi chơi cái cơ chế đó là 16 với 16 à. Tại vì chơi 88 mà đúng là nó hơi nhàn thật, không thích lắm. À, nó không hẹp, nó đi xe với mình luôn kìa. Rồi thì thôi, không ai đi với mình thì mình đi một mình, chạy một mình cho nó khỏe. Trời, phải chạy theo đường mới được, cái đường ở ngoài nó gập ghềnh quá. Mình thì lái góc nhìn thứ ba quen rồi, lái góc nhìn này mình không có quen lắm. Đây, ok, chiếm được điểm rồi, đi tiếp. À, nói chung là mới vô hai bên thường là cướp hai được hai điểm này thôi. Mình thì liều mạng xong vô cái điểm bên kia luôn, có xe thì nó chạy lẹ lắm. Mà cái xe của mình sắp tiêu rồi. Tôi liền bắn yếu quá. Ba đột kích có vẻ như không thành rồi. Lui. Đồng đội mình nó vẫn có đang tụ ở trên kia. Cũng may là cầm được cái tiểu liên trong tay mình tự vệ trong cự ly gần tương đối tốt. Nhưng mà xa quá thì lại không bắn được, nói chung là không có điểm xạ được. Bản thân nó đông đến chúng tăng nó nhiều. Ồ, cảm ơn người anh em. Có đứa nó hồi máu cho mình. Hai. Vô là một. Anh em của tôi. Mình bị chết do một cái quả đạn gì đó hình như. À, cảm ơn người anh em. Đấy, giờ mới là vai trò của tôi. Bắn được có một phát rồi. Kệ nó sẽ tăng, mình bắn chúng nó được một phát là ngon cơm rồi. Coi như là cũng có đóng góp cho tập thể. À, cảm ơn nó tiếp đạn cho tôi. Con trời, xe tăng nó bất ngờ nó xuất hiện trên làn khói rồi mình cũng chịu luôn đấy. Quất cái phát nó trúng ngay được cái xe cơ giới của nó là thấy ngon cơm rồi. Rồi đây, màn này chủ yếu là mình làm nhiệm vụ chống tăng đi. Có đứa vừa cán nhầm đồng đội. Có đứa kia nó liều mạng nó nhào vô nó cạy bom đó. Rồi đồng đội mình cứ cho nó quýnh bên đường chính, mình sẽ đi đường phụ. Đây, ráng cướp được cái cờ này là có cơ ăn. Rồi ok, anh em đánh tập trung hết đường chính đi để tôi lo chỗ này. Đồng đội mình các bạn, nó tính qua nó phụ mình kéo cờ đó. Câu chạy pháo binh nó nhập chạy không kịp, nó biết xong mất điểm nó dùng pháo binh nó câu luôn chứ. Này là không có cứu được, chết thẳng luôn. Rồi nhưng mà mình hạn chế được một điểm ra quân của nó là coi như cũng là thành công. Cái này mình lên vậy thì vác nặng ra khả năng chạy của mình nó hơi kém một chút, mình mau mệt. Rồi anh em
nó chiếm lại được điểm rồi. Nhưng mà không sao, mình hạn chế nó ra quân được ở đó một lúc cũng được, cũng coi như là thành công. Nó đang đập đạn hay quá. Rồi đây, đạn thì mình không có nhiều đâu, bắn sai để sạc ngắn ra hơn, bắn lại nó các bạn. Mình chủ yếu làm vụ chống tăng là chủ yếu. Để quay lại đây lấy cái xe chạy lên cho nó lẹ. Rồi ok, ai đi với tôi lên nào anh em. Rồi, hai chúng ta mình đi với nhau. Rồi ok anh em, chúng ta đi nào. Ủi luôn, nhỏ ủi. Cái kêu này có vẻ như là không có nhiều người học được đâu. Này thì rút súng rồi bắn hả? Đúng rồi, anh em sửa nó đi. Qua trời, một quả không phê các bạn. Cái xe đó của nó hơi lì. Chạy ra khỏi đây nào. Này thì tính giật điện mình hả, đâu có dễ. Rồi ok, đạn gần hết cũng không sao, mình nên giật khẩu súng này của nó bắn luôn. Cháy nòng rồi, cái súng máy nó bắn hay bị cháy nòng. Sao đạn gì mà nó cái đạn nào không hết trơn vậy? Cũng may cái thằng này nó ngáo, nó cứ cầm cái giật điện mà nó không dám xung phong. Kéo cờ xuống. Này thì tính chơi mình, giật được súng máy của kẻ thù bắn xuống rồi. À, cảm ơn anh em. Rồi ok. À, nó cướp xe của quân mình. Đang bắn thì đỏ nồng cây thật luôn. Lấy cái súng này lên chơi luôn, bị nó cướp mất xe. Không thể tưởng tượng được cái đám đồng đội mình nó làm ăn kiểu gì. Rồi ok, sao chúng ta vẫn đang kiếm lợi thế. Nó đang càng đồng đội mình nó nhảy vô nữa chứ. Nó đang thay thay máu rồi, nó nhào vô kiểu đó là nó không khác gì nó ăn đạn, nó muốn ăn đạn thay người kia đâu. Thay đi, 26 phát thì không đủ bắn thôi. Trời đất, đúng lúc đang thay đạn.
Đây là xách cái shotgun rồi đi theo cái xe. Rồi đây anh em đợi tôi. Đây lên đi anh em. Đó. Nó không thì nó chê xe nó không thèm lên nữa. Mà máu không đứa nào lên hỗ trợ được hết. Mình là đứa biết sửa xe. Đây để sửa. Rồi tốt lắm. Anh em lên đi để tôi lái. Kiếm điểm kia của mình. À không sao. Không cho nó đánh lén đồng đội mình. Rồi, ok, hay. Tính xong lên chiếm cái xe của nó. À, cảm ơn anh em. Đây lên cơm cái xe của nó luôn. Đây anh em để tôi. Nó biết kiếm là điểm mà coi như cũng thành công rồi. Đây. Rồi thắng rồi. Ok các bạn. Để coi. Ồ, hay.
mình chiếc 51 chiếc 8 coi như là để coi một mình đổi được khoảng để coi 6 lính của kẻ thù. Rồi, ok hơn xíu tỷ lệ nó lẻ rồi kệ chuyện cũng được. À, coi như là thành công. Rồi giờ mình đổi phe chơi thử coi. Đây. Rồi mình cầm cái này đi. Chống tăng, chú chơi bên nào thì mới vô có chống tăng à. Rồi đây, chạy bên này. Ê, đợi xíu. Rồi để tôi lái. Nó ở bên này, cái hướng này nó ra chỗ này dễ hơn. Rồi ok. Điểm lên. Ủa điểm cho quá. Ồ có đứa sữa. Giờ ôi lần này đồng đội mình khôn thế nha. Rồi đây. Chúng ta sẽ cố gắng chiếm cái điểm này. Từ từ. Giữ lại đã. Trời ơi, vừa ra không kịp ra. Ê anh em cứu tôi. À, nó chạy ngang qua đó thằng cú luôn kìa. Kìa này chạy bộ lại chết luôn á, mà hình như quân Mỹ nó mất cờ rồi. Đừng nói giá này tháng lẹ nha. Ờ à, thắng thật kìa. Ờ à, không thể tin được. Một pha đột kích quá nhanh các bạn. Nhưng mà điều này có nghĩa là màn này mình chả có đóng góp gì mấy. Mình rớt xuống hạng 3 luôn, mình giết 3 mà chết 1. Thôi làm lại, làm lại. Làm lại. Rồi ok. Đây. Chạy ra kiếm điểm này. Anh em thích thì leo lên xe đi, tôi đợi. Rồi, ok, xong. Lái xe góc nhìn này hơi khó. Mình không quen lái xe góc nhìn này. Rồi ok. Màn này cũng bị đánh bên áo rồi đấy. Rồi ok. Tỉnh ra đừng nói tay. Hên quá. Rồi anh em xông lên. Cùng tôi chiếm điểm nào. Súng mình không hướng gì thế mình. Ê, xin lỗi, tôi quên mất.
để mình đội mình nó làm gì xong rồi. Đây quân y nó hay có cái này nè. Rồi anh em đợi xíu để tôi hồi máu cho anh em. Rồi ok. Mình quên mất giờ mình hành quân y rồi. Tính bắn cái thằng đó mà không được. Use the shock paddles to revive unconscious teammates by pressing the left mouse button. Rồi bắn được mấy đứa cũng coi như là thành công. Ồ cảm ơn. Để xuống trong tầng là nào. Mình áp chế được hoàn toàn quân Mỹ rồi. Lấy xe tăng ra cũng không làm gì được đâu. Ây da. Ê cứu cứu cái mấy ông. Để tôi còn chống tăng. Ủa ơi không phải cái này mới cho tôi. Cứu nguy cái. Hai quả rồi, hay. Hay lắm, rồi thôi. Ủa sao bắn mà thấy không phê gì trơn vậy? Bắn quá bắn càng phát mà nó không hiệu quả các bạn. Trời ơi, giờ sắp chết rồi mới được cứu. Thấy địch đứng đâu đâu trước mặt tích xả mà nó không dính. Ờ xe tăng này là nó chi kiếm hay. Ê mượn tí. Giật xe tăng của nó bắn luôn. Hay. Rồi có nào xuống xe không lên phụ cái. Cái bắn nó hơi khó. Rồi ok không sao. Ồ còn cứ điểm cuối cùng mà nó thủ chắc quá. Hồi nãy là chắc tại vì nó hơi bị ngáo hay sao ấy. Bây giờ tác chiến tốt hơn rồi. Hết đạn cái là chúng đã chết liền luôn. Rồi cảm ơn người anh em. Không kịp kéo cò luôn. Vừa mới lên đạn thôi. Cảm ơn. Mới bắn được hai phát. Cứu giùm cái. Dạ. Mình nghĩ quê cấm cả quyết liệt. Được cái đó nó sức phá tôi đưa lựu đạn à, bắn không lỗ. Đây, đã có lính chống tăng ra. Không được để nó phản công. Ồ giá này đánh hay đấy, đánh ép được nó vô cái thế đó rồi mà thua ngược kỳ lắm. Đây để tôi. Ừ.
này thì pha đó dính chấu quá đẹp. À, tính bắn cái con của nó mà không được. Ê, trời, yếu quá là bắn nhầm rồi. Mua mình kiếm được chiếc xe tăng rồi. Rồi ok anh em cứu tôi cái. Cảm ơn. Giá này ở gần quá không cứu được. Lái được cái xe lên á, mình chặn ngay cái chỗ đó, mình đặt cái súng hàng nặng, mình làm tập là xong rồi. Ủa mà cái súng cái AK này, à không, cái này là cái súng tiểu liên, nhưng mà cái AK mình nhầm. Quả đã dính rồi đó, nhưng mà phải 3 phát nó mới đi được xe tăng. 2 phát thì nếu mà nó chịu rồi bỏ xe tăng thì cũng được. Nó chỉ bỏ xe tăng đâu các bạn. Dính rồi nhưng mà bây giờ không hiệu quả lắm. Hay đúng lúc mình cài đạn xong xui cho nó. Cái gì đây? Cảm ơn người anh em. À khoa đã, để cứu thằng này. Trời ơi. Ây da. Ôi lũ đạn nó tương kinh quá. Thôi rồi lấy súng máy đi. Mình nhào lên mình bắn áp chế không cho bộ binh nó xung phong rồi được rồi. Nó xuống tinh thần luôn rồi các bạn. Rồi ok. Tính ra màn này lợi thế cho quân của tụi Mac nha. Tại vì á là mình quân Mỹ đấy các bạn thấy không, đánh lên rất khó, hầu như mình chưa bao giờ chiếm được điểm của nó. Nhưng mà nó thì lại nó lại qua đây nó chiếm của mình khá là dễ, tại cái điểm xuất phát của hai bên khác nhau. Mình thì lần này mình sẽ đứng đầu giết 32 mà chết 6. Vậy thì tức là một mình chấp được 5 đứa, dư 2 ra. Rồi ok, khoan thôi làm thêm dáng nữa. Quyết tâm chiếm được cái cờ của phe bên này nào, còn thôi cũng phải áp chế được nó giống như vậy. Rồi thôi mình là quân y luôn đi. Rồi mình là quân y mà mình ngồi lên xe là mấy thằng kia nó đi với mình nó thích lắm chứ đùa đâu, tại mình giống như cái trụ hồi máu tự động rồi. Hồi nãy mà mình chiếm được một cái xe giống của bên kia rồi bên này á, mình để cái súng máy hàng nặng đây, mình đứng ngay đây mình cứ là thôi rồi nó luôn. Rồi ok. Trời ơi chứ điểm sau không nào. Cái gì đấy, giành lái với tôi. Giành lái mà lái không nên thân. Let's move. Kiếm cái điểm đã, cũng làm gì khác là làm chứ. Đây, giúp nó. Không xuống xe kịp, vừa mới bấm nút xuống xe cái là dính chưởng ngay. Thằng bạn mình nó lái liều quá. Đó, như đây có cái xe hả? Không mò là cái biểu tượng của khẩu pháo mình nhầm. Bên này có cái gì bên này? À cũng là pháo luôn hả? Giờ cái xe còn à đây xe đây
Rồi anh em đi với tôi. Đi 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 anh em mình đi. Lên ừ. Thằng bạn mình nãy nó lái liều quá, nó cái máu nó muốn chiến. Rồi đây. Anh em để tôi. Lên. Đây. Ừ. Rồi, ok, hay. Hay. Anh em của tôi. Ờ, đó. Giật nhầm súng hả? Ờ, giật cũng được. Rồi, thôi. Giật súng bắn chơi cho vui thôi. Gì anh em đây nhá. Trời ơi. Bị nó lấy dao đâm đồng đội mình, vừa cứu mình xong mình lại gặp chuyện, vừa mới quay lại không biết, không kịp phản ứng gì hết. Đây, súng máy đâu? Mình cũng cho một đứa lên dĩa được. Nó chiếm lại điểm rồi. Rồi ok. Cầm được cử ly trong tay rồi. Cố lên nào. All clear. Position under control. Out. Hay quá. Anh em giỏi lắm. Rồi ok. Mình mau mệt cũng không có chạy nhà lâu được. Thiệt. Cứ vậy không. Rồi thôi để tôi. Cái gì đấy. Hỗ trợ cái con đang của Hưng. Đang đứng cứu thương cho đồng đội thì nó đâm lén, đã tức thật. Đồng đội hỗ trợ cái này chết, thảo nào nãy vụ Mỹ nó cứ cái thế yếu hơn. Bên map chơi map này nếu như là sân nhà nó đánh nó có chiến lược hơn không ạ? Nhưng mà dằn co được cái điểm số 3 này cũng là hay rồi. Chấp nhận luôn, không biết sao giờ. Này thì nhìn thôi. Lần này là bắn càng luôn chứ không có nhìn nữa. Rồi, ok. All clear. Position under control. Out. À, vừa cầm lên được cái là đồng đội mình nó thăng rồi. Hay. Ba đó đồng đội mình nó cứu nguy hay đấy.
năng lượng của mình hết rồi, thành ra giờ không làm được nó. Thằng này nó bị hết đạn rồi sao ấy. Trời ơi. Để đập đạn đã. À, đủ đạn nữa chứ mới khổ. À, có, cảm ơn em. Rồi đây, kéo cờ nó xuống. Hết bà nó đạn lụ rồi. Nhiều khi thấy xe cơ giới nó không chống được. Đồ nó áp chế kinh quá. Rồi ok. Lấy quân y ra nào. Có cái xe nào ở đây không? Rồi xe này cũng được. Rồi ok, lên đi. Lên đi. Cái nào vừa nói đấy. Rồi. Quái mình nghe được rồi, nó nói cái câu đó, I need a ride thì nói chung là nó muốn lên xe thì cho nó lên. Ây da, chỗ này nguy hiểm quá. Đâu, bác quỷ thật quý vị ơi. Rồi ok, rồi, cho tôi xin lỗi nha. Ê, nó giật xe của mình. Rồi thôi chạy luôn chứ biết sao giờ. Cái tăng mình đâu có chống được. Rồi xong. À, bị nó đâm rồi, trời ơi. Đang nhắm cái thằng kia để trong nó đột kích ra. Đội mình chắc đột kích vô thất bại rồi. Ok, hay. Hay. Ok, hay. Trời đất ơi. Nó hết đạn đúng lúc. Thêm 3 viên nữa là ngon rồi. Nhào vô đâm luôn. Lên anh em. Lùi ra, cái xe nó lấn lên kinh quá. Hai cái điểm này của nó nằm gần nhau nữa là. Để tôi. Này chống tăng hả? Ha ha. Ngay giò. Anh em để tôi. Rồi. Cảm ơn. Hai em anh ơi, em lỡ dạy. Sao mà chơi lại. Hai. Oh yeah. Hai, tới đây, tới đây. Đây anh em, để đợi tôi, để tôi. Không được, xa quá rồi. À, nó chạy càng lên vậy luôn á. Xe tăng mà càng lên chứ đó là chết.
Rồi ok, để lấy đơn vị khác ra. À, hai. Tính chôm xe tăng của nó mà không được. Cho nó ngay một quả lựu. Quả lựu thứ hai. Quả lựu thứ ba. Dụ nó ở đây không cho nó lên là được. Thành công rồi các bạn. Lấy cái bắn tỉa ra chút. Ấy trời. Rồi ok, không sao, chuyện nhỏ. Má bị thiết kế có vẻ như hơi thiên vị xe mát đấy. Whoop, rớt rồi cái thằng... À rồi, nó chết rồi. Ok, thành công. Để coi nào cái thành tích của mình nó ra làm sao đâu. 32/7, ok, chưa được 5 nữa thành tích cả lúc hạ xuống. Màn này chết hơi nhiều các bạn. Một phần nữa là tại màn này mình có vài pha mình chết oan nữa chứ. Nhưng mà kể nó thắng là được rồi các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.